Xin chào các bạn nhé. Hôm nay Inox Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái máy trộn gia vị hạt điều tỏi ớt, máy trộn gia vị hạt điều mật ong phô mai. Thì đây là một cái máy mà được sử dụng hoàn toàn bằng điện tự động với cánh khuấy, nịch tâm, vét sắt, đáy và thanh. Nè, các bạn nhìn trên màn hình đây, đây là hạt điều mà sau khi là đã được rang bằng máy rang chuyên dụng thì sẽ được đưa qua cái chảo trộn này để làm nóng lên. Sau khi làm nóng lên đủ nhiệt độ thì sẽ được tẩm ướp với lại gia vị tỏi ớt hoặc là mật ong hoặc là phô mai. Đây là một cái máy mà được hoạt động hoàn toàn bằng điện và tự động thì sẽ giúp các bạn là sẽ giảm cái nhân công để trộn đảo tẩm cái hạt điều này bằng tay. Rất là nhàn. Các bạn nhìn cái máy quay, cái cánh khuấy của cái máy này là có biến tần điều chỉnh tốc độ nhanh chậm, thì các bạn thấy là các hạt điều là không có bị vỡ hay là bị nát. Và khi mà các loại nước sốt mà được đổ vào thì trộn rất là đều, hạt nào cũng thấm hết gia vị. Máy này có thể là ôm áo các cái loại hạt như là hạt đậu phộng. Nếu như các bạn có nhu cầu về các cái loại máy trộn tẩm gia vị, các cái máy ôm áo như thế này thì liên hệ với Inox Thanh Hưng qua số điện thoại trên màn hình 0908 312 438 hoặc là số 0904 646 238, hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của Inox Thanh Hưng, địa chỉ tại 163/8 Phạm Văn Giáng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Đây là khách hàng là đã mang nguyên liệu đến tại xưởng của Inox Thanh Hưng để test máy. Các bạn ở gần thì có thể là mang nguyên liệu tới xưởng của Inox Thanh Hưng test máy, hoặc là các bạn ở xa thì có thể là gửi nguyên liệu tới xưởng của Inox Thanh Hưng thì Inox Thanh Hưng sẽ test máy và quay video gửi lại cho các bạn. Và gửi lại các bạn các sản phẩm mà sau khi đã được test bằng máy của Inox Thanh Hưng sản xuất. Nếu các bạn cảm thấy là các cái nguyên liệu của các bạn trộn đảo hoặc là tẩm đạt yêu cầu thì lúc đấy các bạn đặt hàng mua máy của Inox Thanh Hưng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.